Chú anh chị em các bạn mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay chúng ta sẽ nói rất là nhiều về vấn đề rút binh ra khỏi thành phố Severonets của Ukraine Là một thành phố cũng khá là quan trọng Với cái sự tấn công ồ ạt của Nga trong thời gian vừa qua Và cuối cùng có thể nói là Nga đã lấy chiếm ưu thế Và có thể nguyên có thể khẳng định là Nga lấy trọn vẹn thành phố Sivindonets. Tuy rằng vẫn còn có binh sĩ Ukraine chưa đi hết, nhưng mà trong một hay hai ngày nữa, thành phố Sivindonets sẽ hoàn toàn kiểm soát trong tay của Nga. Và hiện bây giờ nó có rất là nhiều làn sóng tranh cãi. Và Nguyên muốn đi phân tích và chia sẻ cùng các quý vị. Tất nhiên Nguyên sẽ đưa nhiều phía cảnh khác nhau và nhiều những người phát biểu khác nhau. Cô chú và anh chị em. Để chúng ta hiểu rõ được là chiến sự Ukraine tình hình thực tế nó như thế nào hiện bây giờ cái bối cảnh của Ukraine ra sao nhiều vấn đề khuất mắt và cuối cùng chúng ta sẽ đi nhiều bản tin liên quan đến vấn đề ngoại giao và cái buổi họp quan trọng trong những ngày kế tiếp bắt đầu từ ngày 27 27 28 thì chúng ta sẽ có họp G7 sau đó chúng ta có họp NATO vân vân và vân vân và để chúng mình bước vào chương trình của ngày hôm nay bữa nay chính thức là chúng ta đã bước vào tháng thứ năm của chú anh chị em cũng biết là cái khởi đầu cuộc chiến là ngày 20 ngày 24 tây tháng 2 và bây giờ chúng ta là ngày 25 tây tháng 6. Có nghĩa là chúng ta là chính thức bước vào tháng thứ năm của chú và anh chị em. Chính thức chúng ta bước vào cái ngày đầu tiên của tháng thứ năm giao tranh. Thì chúng ta cũng đã nhìn thấy rõ được là cuộc chiến tranh này Nga đã từng thất bại và bây giờ Nga chiếm ưu thế. Nga thất bại theo cái chiến lược đầu tiên của họ, là họ tấn công toàn vẹn lãnh thổ đất nước Ukraine. Đặc biệt là họ nhắm vào những thành phố thủ đô hay là thành phố Kharkiv và nhiều thành phố khác. Và cái chiến lược của của Nga từ khởi đầu đã thất bại nên Putin đã đổi chiến lược và tập trung tất cả khí tài quân sự đánh vào một chỗ. Cái điều này ai cũng hiểu. Hiện bây giờ Putin đang dùng là lấy thịt đè người, lấy áp đảo số đông, lợi dụng lợi thế là mình có đông quân hơn, mình có đông pháo đài hơn mình có nhiều máy bay hơn mình có nhiều chiếc thăng hơn và dồn tất cả lực lượng vào một chỗ thì tất nhiên cái sự hiệu quả nó thành công hơn theo tình báo của anh quốc và những nhà chuyên gia họ bình luận rằng nga đã học được cái bài học thất bại từ những ngày đầu và nga đã cải cách lại đặc biệt là vấn đề viện trợ về cái lương thực và vũ khí cái sự tiếp tế của nga nó tốt hơn với cái sự lực lượng áp đảo của Nga về cái số lượng khí tài quân sự gấp 10 hay là gấp 20 lần so với Ukraine, thì Nga đã chiếm được ưu thế, đặc biệt là thành phố Sibidonetsk. Cái này nói chúng ta thấy rõ được là Nga đã hiểu cái sự sai trái của mình trong đầu cuộc chiến và Nga đang cải cách lại. Tuy rằng Nga đang tổn thức khá nhiều, nhưng nhờ lực lượng đông, nên Nga vẫn lấn sân và chiếm được đất đai ở tại vùng Donbass tuy rằng chậm nhưng vẫn chắc. Đây là theo lời nói chuyên gia của Anh Quốc. Họ đánh giá rằng là Nga đã học một bài học thất bại từ khởi đầu và họ đã cải cách lại cái chiến lược quân sự của họ. Cô chú và anh chị em, thì cái vùng Đông Bắc ngày hôm nay hiện bây giờ có thể nói là nếu Svinets thất thủ thì cái thành phố kế tiếp đó là thành phố Lichen. Mà thực tế thành phố Lichen chưa bị Nga tấn công nhưng nó tổn hại rất là nhiều do bơm đạn ngày hôm qua, thống đốc hai đai chỉ huy ở tại thành phố Sibiranets, ông ta đã ban lệnh binh sĩ Ukraine có quyền rời khỏi vị trí của mình, rút binh để quay trở lại cái thành phố kế bên, vì ông ta cho rằng phòng thủ ở đây nó không còn giá trị nữa, bởi vì những căn cứ phòng thủ của chúng ta đã hoàn toàn bị tiêu hủy với bơm đạn của nga, chúng ta ở ở đây chỉ là một cái tầm nhắm và không đạt được mục tiêu, và chúng ta ở ở đây chỉ có hy sinh vô ích mà thôi. Nên tốt nhất chúng ta hãy nên lùi đến một cái căn cứ tốt hơn Và chúng ta có thể có một cái nơi phòng vệ tốt hơn Để ngăn chặn sự xâm lược của Nga Tất nhiên, đó là lời nói của chỉ huy ở vùng Donbass Còn phía bên Nga thì hoàn toàn họ nói ngược lại Phía bên Nga họ cho rằng là cái sự vũ khí và cái tài ba áp đảo của họ Đã làm cho kẻ địch sợ hãi Và kẻ địch phải lui về, phải rút binh về cái này là mỗi người đứng một cái quan điểm khác nhau của chú và anh chị em Nên là các này chúng ta cũng dễ hiểu Chúng ta cũng dễ hiểu Còn riêng biệt về Washington thì họ suy nghĩ như thế nào Có nghĩa là Hoa Kỳ họ đánh giá cái vấn đề này như thế nào Hoa Kỳ họ cho rằng là hiện bây giờ họ đồng ý với cái quan điểm phía bên chính phủ của Ukraine Rằng là trụ ở tại nơi đó nó cũng không cần thiết nữa vì họ đã trụ được quá lâu, họ đã cầm chân và làm tổn hại quân đội của Nga đã quá nhiều ở nơi đây thì có thể nói là lấy lại một tất đất thì cũng phải hy sinh rất là nhiều binh sĩ và những căn cứ phòng ngự của họ đã bị hoàn toàn tổn thương và ở nơi đây nó không còn tác dụng lớn nữa đối với Washington và Washington cho rằng là chúng ta Khan chọn biện pháp lùi binh để tìm một căn cứ phòng thủ tốt hơn đó là biện pháp đúng chính chắn thì đây là cái quan điểm của Hoa Kỳ có thể nói là hiện bây giờ có rất là nhiều tranh cãi khác nhau, có nhiều người cho rằng là bây giờ chúng ta đã thấy rõ được là khi nga đổi đổi chiến lược, họ dồn tất cả lực lượng tấn công vào một chỗ, của chú anh em tấn công vào một chỗ thì họ đạt được hiệu quả. Nếu tiếp tục chúng ta viện trợ vũ khí như thế này, nó có đạt được thành quả Ukraine có thể cầm cự được hay không? Và hiện bây giờ cũng làm cho rất là nhiều những quốc gia khác đang phân vân, đặc biệt là có nhiều quốc gia họ đang muốn chấm dứt cuộc chiến tranh này bằng cách đàm phán. Trong đó không ai xa lạ, có Đức, có Pháp, có Ý, có nhiều quốc gia khác, họ không muốn cuộc chiến tranh này tiếp tục diễn ra khi trong đất nước của họ người dân đang xuống đường biểu tình về vấn đề lạm phát leo thang. Họ đang muốn là cái gì? Họ đang muốn thăm dò rằng là cái suy nghĩ và cái ước khát khao của ông Putin nó đến đâu? Các cô chú và anh chị em, thí dụ họ muốn coi cả là Putin thỏa mãn được khi lấy dụng Donbass, rồi Putin ngồi lại đàm phán hay không? Cái điều đó là cái điều mà những cái quốc gia Pháp, Ý, Tây Ban Nha, họ đang thăm dò cái điều này. Họ đang muốn coi nếu mà Ukraine thất thủ ở vùng Donbass, vậy là có ngồi lại đàm phán để mà tìm một cách hòa bình hay không? Nếu mà Ukraine không thất thủ Thì cuộc chiến tranh vẫn giao tranh nó cũng là một cái lý do đó mà trong thời gian vừa qua họ đã khá chậm trễ duyện trợ vũ khí. Cái số lượng mà họ cam kết trước Ukraine, họ chỉ duyện trợ tới ngày hôm nay chỉ khoảng tầm 10% mà thôi. Cô chú và anh chị em, chỉ đơn giản chỉ có 10% mà thôi. Vì họ đang thăm dò, thực tế là Putin thỏa mãn với cái sự lấy dùng Donbass, Bắc của Putin ngồi lại đàm phán với Ukraine để tạo ra được một cái vị trí hòa bình mà Putin lấy được nhiều vùng đất nên lý do đó trong thời gian vừa qua hiện bây giờ người ta tranh cãi rất là nhiều thì ngày hôm nay có một vị cụ ngoại giao ông Mike Pompeo phát biểu mà nguyên muốn chia sẻ nguyên văn của cụ ngoại giao Mike Pompeo chắc là không phải là xa lạ gì các thứ vị hết đúng không À, ông ta làm trong cái thời của tổng thống Donald trump là một cái người khá là quen thuộc ở tại khối á châu chúng ta à, cũng là trong những ứng cử viên sáng giá à, trong nhiệm kỳ kế tiếp ở tại hoa kỳ thì cụ ngoại giao mike pompeo ông ta có một lời phát biểu sau đây ông ta nói rằng là các quý vị chúng ta không thể buông bỏ ukraine được dù bất cứ giá nào có thể tốn kém bao nhiêu mất mát bao nhiêu nhưng chúng ta không thể buông bỏ ukraine nếu ukraine thất bại thất bại thì các quý vị sẽ suy nghĩ đi trên thế giới này không còn quốc gia nào buông bỏ vũ khí hạt nhân hết cho tôi nhắc lại ukraine đã buông bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy cái sự hòa bình và sự giúp đỡ nhưng ngày hôm nay khi họ giải tán vũ khí hạt nhân cái kết quả họ nhận được là sự xâm lược, sự đô hộ. Thì các quý vị cứ nghĩ coi Bắc Triều Tiên sẽ có buông bỏ vũ khí hạt nhân không? Iran có buông bỏ vũ khí hạt nhân không? Sẽ không bao giờ có. Ngược lại họ còn chạy đua theo vũ khí hạt nhân và nước nào cũng sẽ tạo ra vũ khí hạt nhân hết. Hiện bây giờ cái cuộc chiến tranh, giao tranh ở tại Ukraine là một cuộc chiến tranh nó đang cho chúng ta thấy rõ được sự thật và chúng ta bắt buộc phải ủng hộ ukraine đến giây phút cuối cùng mà ukraine phải thắng vì nếu ukraine là cái quốc gia đã từ bỏ vũ khí hạt nhân khi họ đổi lấy bằng sự tấn công của quốc gia khác thì quốc gia nào từ bỏ nữa khi các quý vị cũng biết là vũ khí hạt nhân nó có thể tạo ra tiêu hủy các trái đất nếu hành động của các quý vị nó sẽ làm tiếp tục tiếp tục và nhiều quốc gia khác sẽ chạy đua theo vũ khí hạt nhân mà chúng ta không thể nào kiểm soát được nữa Và thế giới nó sẽ bước vào trạng thái hỗn loạn Thì Nguyên hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm của cụ ngoại giao Mike Pompeo Vì thực tế đất nước Ukraine, cho Nguyên nhắc lại một chút xíu lịch sử Khi Liên Xô tan vỡ, nước Ukraine trở thành một cái quay trở lại với cái quốc gia của mình thì cái khí tài quân sự của thời Liên Xô cũ, đặc biệt là tại Ukraine nó rất là nhiều, đặc biệt là vũ khí hạt nhân, nó có thể tương đương bằng Nga. Thì lúc đó đã bị sự dụ dụ dỗ của Nga, của nhiều quốc gia châu Âu và Hoa Kỳ đã dụ dỗ Ukraine ngừng vũ khí hạt nhân mà hoàn toàn đem những vũ khí hạt nhân dân này giao lại cho Nga hết để đổi lấy cái sự hòa bình, đổi lấy cái sự ổn định và cái nền kinh tế nhưng cái kết quả thì cô chú anh chị em cũng đã thấy rõ các quý vị cũng đã thấy rõ được là sự việc nó như thế nào sự việc nó ra sao cô chú và anh chị em nên chúng ta đều thấy rõ được là có nhiều sự việc nó đã xảy ra và chúng ta đều thấy rõ điều đó nếu là cái lời phát biểu của cụ ngoại giao mike pompeo nguyên thấy rất là có ý nghĩa và đúng đó là cái nhìn cá nhân của nguyên thôi nhưng mà đối với nguyên nếu một người nào đó người ta đã bỏ mà không được bảo vệ thì mai mốt ai bỏ nữa thí dụ bắc triều tiên khi nhìn như thế bắc triều tiên có bỏ vũ khí hạt nhân không chắc chắn là không sao chắc chắn là không nhưng riêng biệt về cái phía cạnh của nguyên về vấn đề chiến lược quân sự mà nguyên đã từng tâm tình với các quý vị đối với nguyên miền đông không phải là cái niềm quan trọng đông bắc đối với nguyên từ khởi đầu không phải là cái vấn đề quan trọng thứ nhất là đông bắc nó gần phía bên biên giới của nga bây giờ có lấy lợi nữa thì cũng sát cái biên giới của nga nga phản công một cách rất là dễ dàng đó là một việc thứ hai miền đông không phải là miền về kinh tế nó không đặt cái trụ sở về kinh tế lớn nó ngược lại cái vấn đề cái miền quan trọng nhất là miền nam thứ nhất miền nam có biển có cảng <laughs> nền kinh tế phát triển rất là dồi dào đất phù du miền nam mới là cái miền quan trọng chứ không phải là miền đông nhưng mà các người phải biết là từ miền Đông đến tuốt miền Nam đến 2.000 mấy cây số Chúng ta không thể đủ binh sĩ để mà phòng thủ trọn vẹn được Chúng ta không thể đủ binh sĩ với cái khí tài quân sự của Nga nó gấp 10 lần của Ukraine Ukraine không thể nào phân thân ra mà bảo vệ tất cả lãnh thổ được khi Nga tấn công Cái mục đích đối với Nguyên Quyên đã từng làm rất là nhiều video phân tích về chiến lược quân sự Miền Nam mới là trọng yếu phải lấy trọn vẹn những tỉnh thành miền Nam, đặc biệt là Mykolaiv, Kherson, Melitopol và Maripol. Bốn tỉnh thành này sẽ không còn cái bóng dáng và nếu được thì lấy lại đảo Crimea đó là tốt nhất. Nên là dùng miền Đông Bắc có thất thủ đi nữa. Thực tế muốn thất thủ thì còn lâu lắm các quý vị à, còn lâu lắm. Nó có thể kéo dài tới mấy tháng nữa mới có quả mai mới là thất thủ dùng Đông Bắc trọn vẹn. Nó còn là một thời gian rất là dài Nhưng nếu Ukraine lấy lại dùng miền Nam lại Thì Ukraine sẽ củng cố Và sẽ được sự duyện trợ Của những quốc gia đi bằng đường thủy Nó lẹ hơn Và Ukraine có thể tạo cái nguồn kinh tế Và Ukraine có thể hồi phục lại nhanh hơn Để đối kháng với Nga Và cái điều đó Đối với Nguyên đó là cái chiến lược mới là đúng hơn Tất nhiên cho Nguyên khẳng định Đây vẫn là cái tầm nhìn cá nhân của mình À cái tầm nhìn cá nhân của mình mà thôi nên là nếu được thì sẽ làm chuyện đó. Còn hiện bây giờ dùng Đông Donbass thì chúng ta cho rằng Severodonetsk đã thất thủ. Bây giờ tới cái vấn đề kế tên là cái vấn đề thành phố Lichen. Còn riêng biệt về tại Severodonetsk, cái may mắn thay là dân số không còn đông. Có khoảng tầm cao lắm 1.000 người, 1.000 mấy người gì đó. Ở nhà máy khóa học cũng còn mấy trăm người ở tại nơi đó vì họ vẫn sợ hãi bơm đạn và họ không muốn rời khỏi đi nên đối với họ trụ ở nơi đó vẫn là cái nơi an toàn đó là vấn đề chiến sự ở tại miền đông mà nguyên đưa nhiều quan điểm cho các quý vị thấy nhiều người đang tranh cãi về cái vấn đề ưu Khanh thất bại hay là chuyến là đây là một cái chiến lược hay là vấn đề này vấn đề kia tất nhiên mọi người đều có một cái quan điểm và có cái nhìn khác nhau và bây giờ chúng tôi cập nhật lời phát biểu của tổng thống Zelensky Tổng thống Zinsky nói rằng là từ ngày 24 tây tháng 2 chúng ta đã bước vào tháng thứ năm cuộc chiến tranh giao tranh của chủ của anh chị em và cuộc sống của người dân Ukraine đã hoàn toàn thay đổi đã hoàn toàn thay đổi chúng tôi đã thay đổi cách sống chúng tôi đã thay đổi cách suy nghĩ chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn cả nhưng có một thứ chúng tôi không có thay đổi đó là sự quyết tâm Giành lại lãnh thổ Chúng tôi đã thay đổi cuộc sống của mình Phải nấp dưới bơm đạn Chúng tôi phải thay đổi với cái thức ăn của mình Chúng tôi phải thay đổi với cuộc, cuộc sống mỗi ngày của mình Đưa con đi trường đi học Vân vân và vân vân Chúng tôi thay đổi toàn vẹn hết Nhưng sự quyết tâm bảo vệ lãnh thổ Sự quyết tâm lấy lại lãnh thổ của chúng tôi Chưa bao giờ mất Và chúng tôi sẽ sẵn sàng Hy sinh và lấy lại tất cả những gì thuộc về của Ukraine trong những tháng kế tiếp. Thì hiện bây giờ cái vấn đề của Ukraine đây là lời phát biểu của Tổng thống Zelensky vào đầu tháng 5, gọi là bản thứ năm của cuộc chiến tranh giao tranh. Thì thực tế là như vậy, người dân Ukraine bây giờ họ phải sống dưới bơm đạn mỗi ngày. Họ phải sống dưới bơm đạn mỗi ngày. Họ phải sự đe dọa không biết chừng nào quả tiễn hay là hô kép của Nga tấn công vào. Không biết chừng nào pháo của Nga dỗ vào nhà của họ. Họ phải đe dọa sống với cái sự hồi hộp. Và mỗi ngày như thế không biết căn nhà của họ sẽ bị bơm đạn của Nga tấn công vào hay không Họ không không biết cái tương lai của họ như thế nào Nhưng cái lòng yêu đất nước của họ có Cái lòng dũng cảm của họ có và sự hy sinh của họ có để lấy lại đất nước của mình Đây là lời phát biểu của Tổng thống Zelensky của ngày đầu bước vào đầu đầu tháng đầu tháng 5 tháng thứ năm xin lỗi tháng thứ năm của chú anh chị em nó dễ hiểu hơn tháng thứ năm cuộc giao tranh giữa ukraine và nga ngoài ra thì cho nguyên chia sẻ cùng các quý vị biết là những bản tin đang gây chấn động và gây sốc gây sốc mà chúng ta mới thấy được một câu bản tin vui vui nho nhỏ, nhỏ thôi nha <laughs> quả tiễn của nga đã phản bội nga chắc là các quý vị đã nghe bản tin này rồi nguyên thấy ngày hôm qua chiều ngày hôm qua là trên facebook nó đã có đưa rồi chiều ngày hôm qua là Facebook đã qua tầm 7 8, 7 8 giờ chiều anh bạn thân của Nguyên đã chia sẻ rồi quả tiễn của Nga đã phản bội Nga quả tiễn phòng thủ của Nga đã phản bội Nga bắt đầu bắn cái quả tiễn cái nó quay vòng lại cái nó bắn lại cho cũ khá là thú vị các ơi vậy khá là thú vị khá là thú vị, khá là thú vị à, có nghĩa là các các vị có nghĩ là có khi nào chuyện nó xảy ra không ta nó quả tiện nó bay thẳng như nè nó đi tới mục tiêu cái tự nó quay ngược trở lại nó quay ngược nó quay lại ngay là cái chỗ nó bắn nó bắn đồng vô luôn nó cái binh cả quả tiễn vô chi nó không có tim gan nó không có suy nghĩ mà nó còn biết phản bội các quý vị nghĩ coi chuyện lạ không à chuyện lạ thiệt đúng không chuyện lạ mà có thật chuyện lạ mà có thật Chuyện lạ mà có thật có nghĩa là Nga tự bắn vào mình Nga tự bắn vào mình Cái bệ phóng phòng thủ á, Phòng không của Nga Bắt đầu là không biết lý do nào mà nó kích hoạt Nó có thể là nó thấy được một cái gì đó Nó kích hoạt, nó bắn lên Nó bắn lên, của chú anh chị em để nó bảo vệ Thì nó bay không được xa lắm Đầu người dân ở dưới người ta quay phim, người ta chụp hình dữ lắm Ở dưới người ta quay phim, chụp hình Ờ, quả tiễn bắn lên, thấy nhìn thấy đẹp đó nha Cái nó quay ngược lại Bình Thì cái điều này nó nói chúng ta biết là cái gì là có dấu hiệu có dấu hiệu có dấu hiệu cô chú và anh chị em có dấu hiệu thường quả tiễn bay kiểu này ít lắm thường nó có nó có sai phạm có vũ khí nào cũng có sai nhưng mà nó bay lịch qua lịch lại nó rớt tầm bảy tầm bạ thì nhiều nhưng mà không có bay dòng hoặc đâm ngược lại chú cũ cái chuyện nó hiếm hoi lắm chuyện nó vô cùng hiếm hoi nhưng ngược lại đã có xảy ra khi lúc đó hàng loạt người dân họ đã quay phim và họ đưa lên trên mạng xã hội thì làm cho nguyên mắc cười đó cả một cái vũ khí nó không có tim gan đầu óc mà nó còn biết phản bội mà <laughs> nó còn chống đối nga mà huống chi con người các cô chú và anh chị em nó không muốn giết người nó không muốn giết người mà nó quay trở lại nó tiêu hủy nó tiêu hủy cái nơi bản đó khá là thú vị chứ cái bản tin này khá vui chứ và cái bản tin này nó được loan tả ra khá sớm của ngày hôm qua chiều của ngày hôm qua là nguyên đã thấy trên facebook trên twitter đã hàng loạt người ta chia sẻ ở à, khá là thú vị nguyên trước cập nhật bổ sung thêm trong diễn đàn của chúng ta để nguyên muốn phản ảnh cho các quý vị thấy rõ được là hiện bây giờ cách mạng ở tại vùng miền Nam đang bùng phát một cách dữ dội thì nguyên nói là vũ khí là vô chi vô giác mà nó còn biết chống đối nha thì hú chi là con người thì hiện bây giờ cách mạng ở tại kẹt sân ở tại Minitopol ở tại Mahipol bắt đầu họ tạo ra cái cách mạng và bắt đầu họ nhắm vào quan chức mà Nguyên đã cập nhật. Sau khi một quan chức của Nga, thân Nga đã tử vong và một ông thị trưởng ở Kẹt Sơn phải nhập viện và nhiều quan chức khác đã bị tấn công ở tại khắp nơi ở miền Nam. Thì ngày hôm nay ông thị trưởng Mitopol, ông ta cáo buộc Nga đang bắt người bừa bãi. Sau khi cái sự mà tấn công ở tại Kẹt Sơn và Mitopol, thì cô chú anh chị em cũng biết đó, thì ở ông thị trưởng ở tại Methuen ông ta cáo buộc là Nga hiện bây giờ đang bắt người tứ tăng thành lâm hết bắt người vô căn cứ về cho là những người này là những kẻ khủng bố hơn 500 người đã bị bắt ở tại thành phố Melitopol thì nó nói chúng ta biết là cái gì cái bản tin này nói chúng ta biết Nga đang hỗn loạn những binh sĩ của Nga đang đóng đô ở tại miền Nam đang sợ hãi Hiện bây giờ họ phải đối phó với cái sự mà tấn công của Ukraine để lấy lại lãnh thổ Và họ còn phải lo ở tại cái nơi họ quản lý cách mạng bắt đầu đứng lên Cách mạng bắt đầu đứng lên và họ đánh lén sau lưng Và bây giờ Nga đang sợ hãi Ai họ cũng bắt hết để mà điều tra Để cho là người này phải là cái thủ phạm hay không, có tổ chức nào hay không vân vân Và hiện bây giờ tinh thần của Nga ở tại miền Nam vô cùng nguy kịch Hiện bây giờ quan chức của Nga, binh sĩ của Nga không thể nào đi dưới 5-6 người hết. Sợ bị phục kích, à, sợ bị cụ kích. Trong giai đoạn họ phải sống với cái sự sợ hãi và hồi hộp Và sự cách mạng đứng lên như thế này nó sẽ tạo ra cái ưu thế, ưu thế cho quân đội Ukraine lấy lại dễ miền Nam hơn. Dễ miền Nam hơn. Thì Nguyên đã từng tâm tình với các quý vị, thắng một cuộc chiến thì nó rất là dễ. Các anh thắng một thành phố rất là dễ Nhưng anh giữ được thành phố đó mới khó Anh thuyết phục người dân đó Đứng về phía anh mới khó Chúng ta một ngàn năm đô hộ giặc Tàu Rồi cuối cùng người Việt Nam chúng ta cũng làm cách mạng Đánh lui Tàu Quý đã nói rồi Đánh thắng một quốc nước không có gì khó khăn hết So với những quốc gia quá lớn mạnh Nhưng anh cai trị được và anh giữ đất nước đó được Bao lâu Đó là mới là một cái điều khác biệt Là bao lâu Thí dụ vấn đề nhiều quốc gia khác chúng ta thấy rồi nên là cái vấn đề mà anh thắng được một cái thành phố. Anh chiếm lãnh một thành phố. Nó không nói lên cái gì cả. Nhưng quan trọng là anh giữ nó được bao lâu. Và cái sự thiệt hại của anh bao nhiêu. Để đạt được cái thành phố đó. Và anh ở đó anh tổn thất bao nhiêu. Đó là cái vấn đề mới là cái vấn đề quan trọng. À, cô chú anh chị em. Nên là cái điều đó chúng ta thấy rõ được là cách mạng ở tại miền Nam Kẹt Sơn đang bùng phát một cách dữ dội. Còn riêng biệt về thành phố Maripol thì người dân Mariupol đang cáo buộc là nga đang xây một cái hàng rào và đang tạo ra cái cái bức phòng thủ ở bao vây ngoài thành phố Mariupol mà không cho người dân có thể rời khỏi hiện bây giờ nga đang biết trước sau gì Ukraine cũng phản công và lấy lại thành phố Mariupol nên hiện bây giờ nga đang ráo rút xây những cái căn cứ quân sự và hàng rào gai hàng thép đào hố đào hầm để củng cố phòng thủ nếu Ukraine phản công. Có nghĩa là Nga vẫn biết điều đó. Nga vẫn chuẩn bị tâm lý rằng là trong những ngày kế tiếp Ukraine sẽ phản công. Mà cái khổ là họ làm việc này thì làm cho người dân Mariupol không thể tháo bỏ chạy được. Không thể tháo bỏ chạy được. Vì miền khắp nơi à, kẽm gai hàng gào làm sao họ tháo bỏ chạy. Các quý vị cũng biết rằng chuyên gia người ta đánh giá là Ukraine phải mất 100 năm mới gỡ hết miền không? 100 năm mới gỡ được hết tất cả miền. 100 năm. Cô chú và anh chị em. 100 năm thì mới gỡ hết hoàn toàn tất cả miền. Nên là các cô chú anh chị em, các bạn mến thường cũng đã thấy rõ là mất một thời gian cực kỳ là dài để mới có thể gỡ tất cả những miền ở tại đất nước Ukraine. Và lý do đó, người dân Maripol có thể nói là một cái nơi tồi tệ nhất trên trái đất này hiện bây giờ Là một cái địa ngục trần gian mà hiện bây giờ người dân phải sống trải qua từng ngày Có thể nói một nơi là họ đang sống để chờ chết Sống để chờ chết các quý vị Vì chúng ta nhìn thấy rõ được cái sự việc tàn bạo của cuộc chiến tranh này Thực tế là cô chú anh chị em có thể lớn tuổi nhưng bác lớn thì các bạn đã các bác có thấy cuộc chiến tranh tại Việt Nam à, Nhưng Nguyên không biết chúng ta so sánh như thế nào, nhưng nguyên thấy là cái hành động của nga đánh đợt này nó vô cùng tàn ác. Khi hiện bây giờ cuộc chiến tranh nó đã chấm dứt ở tại thành phố Mariupol, nhưng cái người tử vong nó chết nhiều hơn chiến tranh nữa. Các quý vị, cái người tử vong nó chết nhiều hơn khi lúc bơm đạn tấn công vào, vì những người dân này bị bệnh không có thuốc, đặc biệt là những người lớn tuổi phần lớn là những người lớn tuổi, phụ nữ và lớn tuổi. Họ là những người không rời khỏi trước được Họ còn kẹt ở tại nơi đó Và sức khỏe họ suy mòn theo thời gian Và thuốc men không có, bệnh viện không có, thực phẩm không đủ, ô nhiễm môi trường Bệnh dịch lây lan Và những con số ca tử vong nó nhiều hơn khi bơm đạn còn đổ xuống đầu Ngoài ra thì phía bên chính phủ của Ukraine cũng công bố rằng là với tiếp tục hơn 2.400 quả tiễn chưa nói những pháo đài khác mà Nga đã đổ xô và bắn vào đất nước Ukraine. Bắn vào những cái nhà máy lọc dầu, bắn vào những nhà máy uh, bệnh viện hay những nhà máy khóa học. Đã làm ô nhiễm môi trường và cái nguồn nước, nó sẽ thiệt hại cho những quốc gia láng giềng giống như là Georgia, Moldova, Romania và hàng loạt quốc gia khác thì cái điều này của chú anh chị em cũng đã thấy rõ được là cái sự tàn phá của cuộc chiến tranh này của nga tạo ra nó tạo ra một cái khủng hoảng đáng sợ như thế nào và cuộc chiến tranh này nó không ngừng ở đây theo cái nhìn quan điểm của nguyên trong những ngày kế tiếp khi nga đạt được mục tiêu ở vùng donbass ông ta cũng chẳng thèm ngồi đó mà thỏa thuận và biên giới của ukraine sẽ không thể nào đàm phán giống như cũ được giải quyết chỉ giải quyết trên chiến trường mà quân sự mà thôi theo cái nhìn của nguyên gần đây nhất thì phía bên nga họ đã từng công bố rằng là họ sẽ không lùi binh và họ phải đạt được mục tiêu chứ không thể nào họ chấp nhận thỏa thuận rút binh mà trả đất lại cho ukraine nên là cái vấn đề này ngày hôm nay có một bản tin rất là chấn động hai chục cái rocket từ belarus đã bắn vào miền bắc Ukraine, 20 cô ở cái thị trấn tên là Desna, cách thủ đô 70 cây số và nơi đó có khoảng 7.500 dân số ở một cái làng thị trấn khá nhỏ, 7.500, 7.500 người. Cô chú và anh chị em, cách thủ đô 70 cây số, 20 cái cô đét đã nã pháo vào một cái thị trấn nhỏ như thế và chúng ta đã sợ hãi một cái điều gì một ngày nào đó belarus sẽ bắt tay với nga và tấn công ukraine cái kịch bản đó có thể xảy ra trong những ngày kế tiếp trong những ngày đầu cuộc chiến thì phía bên belarus ông alex uh, luisasenko là tổng thống của belarus ông ta đã cho nga mượn con đường đi để mà tấn công và sau khi chiến lược của nga thay đổi thì Belarus án binh bất động, không làm gì cả. Tất nhiên là có lực lượng quân sự áp sát biên giới, đe dọa Ukraine. Nhưng ngày hôm nay thì lại ngược lại Belarus cho Nga tấn công. Tất nhiên Belarus sẽ không thừa nhận là họ tấn công, là Nga tấn công. Mà mượn đường của Belarus tấn công vào miền Bắc Ukraine, chục cái hồ kết. Hiện bây giờ con số ca tử vong chưa có rõ, chưa có rõ của chú anh chị em. Không biết bao nhiêu người đã thiệt mạng và cái thị trấn chỉ có 7.500 người trong nguyên nhất Tại sao ở trong cái giai đoạn này? Cái bản tin này rất là mới, cái bản tin này rất là mới cách đây có khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ. À 1 tiếng đồng hồ. cô chú anh chị em, cái bản tin này cực kỳ là mới, cái bản tin mà mà cái bắn là bắn tối ngày hôm qua rồi, nhưng mà ta mới đưa ngày hôm nay thôi, tầm 4 5 giờ sáng là đã bị bắn rồi. Lý do tại sao mà có bắn sự việc này? Nó có một cái sự trùng hợp là ngày hôm nay Ông tổng thống Belarus, ông Ta sẽ ghé thăm đất nước Nga, thành phố Saint Petersburg. Các chú và anh chị em, nó lại có một cái cái sự trùng hợp như thế đó. Cái sự trùng hợp là ông tổng thống Lukashenko của Belarus sẽ ghé thăm Nga. Và theo cái nhìn của nguyên là ông ta đang chứng chứng minh với Nga rằng là ông ta lúc nào cũng đứng về phía Nga cả. Vậy trong thời gian vừa qua Putin đã thúc đẩy Belarus tấn công áp đảo và giúp đỡ Nga để đạt được những mục tiêu ở vùng thủ đô, nhưng Belarus đã không làm. Belarus thì có chuyện trợ vũ khí, Belarus có chuyện trợ lương thực, Belarus có mượn đường, nhưng Belarus không muốn mạo hiểm. Tại sao không mạo hiểm? Vì nếu Belarus bắt tay với Nga Ai bảo đảm Ba Lan không có tấn công Belarus Và NATO không tham chiến Và Belarus sẽ trở thành một cái nạn nhân Một cái thế cờ Mà do Putin giật dây Nên là ông Alex Sanko này Trong thời gian vừa qua Ông ta cũng khôn lắm Ông ta án binh bất động Ông ta vẫn cho Nga mượn đường Nhưng ông ta không có đưa binh sĩ của mình Tham chiến với Nga Khi các quý vị cũng biết là Belarus là đàn em của Nga Và chúng ta đều biết Hay chúng ta nói một câu khó nghe là nô tài bưng bô thì ngày hôm nay hai chục cái khô kết đã náo vào thành phố Đất Na nên là cô chú anh chị em cũng thấy rõ được là tình hình chiến sự nó không phải chỉ miền đông không mà nó vẫn tiếp tục căng thẳng ở tại miền bắc vì lúc nào có cung sự đe dọa vì cái khổ là cái chỗ đó, đó. Hiện bây giờ lực lượng phòng thủ của Ukraine ở tại miền Bắc gần biên giới Ukraine là 20.000 binh sĩ chứ không phải là con số ít. 20.000 binh sĩ phòng thủ ở tại miền Bắc với biên giới Belarus. Nếu thật tế, nếu mà Belarus không phải là kẻ địch của Ukraine, không phải là liên minh với Nga thì 20.000 binh sĩ này có thể điều động xuống miền Nam và miền Đông các quý vị. Nhưng là bởi vì sự đe dọa của Belarus lúc nào cũng có. Nên họ bị chôn chân 20.000 binh sĩ của Uy phải bị kẹt ở tại miền Bắc. Cái đó là cái điều đáng tiếc. Cái đó cũng là một chiến lược quân sự của Nga. Các cô chú anh chị em. Nên là Nga cũng đang làm cái áp lực. Và kêu Belarus phải làm cái áp lực rất là lớn cho Uy Để cho binh sĩ Ukraine Khanh phải bị kẹt để bảo thủ, bảo vệ biên giới của mình. Vì ai biết được Nga mượn đường với Belarus bắt tay tấn công vào thủ đô lúc nào mà ai biết được và cái điều đó chúng ta thấy rõ được là nga, có thật nó là đã lớn đã mạnh rồi, đã số đông người rồi, đã đông người rồi, mà ngược lại còn kéo những cái quốc gia khác để mà giúp đỡ mình nữa, chúng ta thấy nó chơi nó chơi không được đẹp cho lắm, thực tế là không đẹp lắm, cô chú anh chị em, à, chúng ta đã thấy rõ được mà nga không có đẹp cho lắm, vì nga không chắc chắn rằng là nga có thể thắng được Ukraine trong cuộc chiến tranh này, Ở nga không chắc. Bây giờ nếu chúng ta nói về một cái vấn đề khác Để cho các quý vị nhận định được Chúng ta lấy Tàu và Nga tương tự khí tài quân sự giống nhau Chúng ta lấy Việt Nam và Ukraine tương tự giống nhau Về dân số hay là về khí tài quân sự giữa Việt Nam và Ukraine nó cũng tương tự giống nhau Cô chú anh chị em Thì cho nguyên hỏi các quý vị nếu Tàu tấn công Việt Nam Việt Nam phòng thủ được bao nhiêu tháng? Nếu Tàu xua binh đánh Việt Nam bây giờ với khả năng khí tài quân sự của Việt Nam Việt Nam cầm cự được bao nhiêu tháng Việt Nam cầm cự được bao nhiêu tháng Các quý vị cứ hình dung đi Việt Nam cầm cự được bao nhiêu tháng Theo các quý vị đánh giá đi Có người tính ngày vài ngày Thì các quý vị cứ theo cái đánh giá Trong cái khả năng và cái suy nghĩ của mình Các quý vị biết khí tài quân sự của Việt Nam Không kém đâu nha So với khối Á Châu khí tài quân sự Việt Nam không kém Có người 24 tiếng đồng hồ, có người 3 ngày, có người 1 tháng, à có người 10 ngày, có người 15 ngày. À, một tháng là xong, một ngày, 7 ngày. À, cái quan điểm của các quý vị hoàn toàn khác biệt. Cái này chúng ta khó lấy 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 ra mà. Chúng ta khó lấy ra một cái khảo sát chính xác quá. Có nghĩa là tất nhiên là chắc là cái nhìn về quân sự của Việt Nam các quý vị Nguyên nói thẳng một câu khí tài quân sự của Việt Nam không có yếu khí tài quân sự của việt nam không có yếu dũng khí có hay không thì nguyên không biết nhưng mà khí tài quân sự của việt nam hiện bây giờ không phải là những cái quốc gia yếu ở tại khối á châu chúng ta không so sánh với tàu hay là hoa kỳ nhưng nói chung chung ở khối á châu là chúng ta không phải là yếu à, không phải là yếu quan trọng là lòng dân hả cái điều này thì cho nguyên nói là để tại sao nguyên phải chia sẻ cái bức tranh này cho các quý vị thấy là cái sự mà anh dũng của Khan họ cầm cự tới tháng thứ năm là kỳ tích rồi nó là một cái kỳ tích Các quý vị phải nhớ Họ cầm cự được với cái khí tài quân sự của Nga như thế này là kỳ tích Và đặc biệt là họ mới được viện trợ cho có 10% vũ khí cam kết mà thôi Có 10% vũ khí mà cả thế giới Hứa hẹn với họ Đức, Pháp, Hoa Kỳ rồi nước nào Chỉ có 10% mà thôi mà họ đã cầm cự được tới ngày hôm nay là một cái kỳ tích rồi các cô chú và anh chị em và họ còn có thể cầm cầm chân nghe tới mấy năm nữa chứ không phải tới đây có thể mấy năm nữa và họ còn có thể lấy lại chiến thắng là một cái chuyện chúng ta không thể tin vào mắt của mình rồi nên là trong cuộc chiến tranh giao tranh thì nó sẽ có thất bại thành công lùi và tiến và nó sẽ diễn biến ra cái quan trọng nhất mà lúc nãy có các quý vị vừa nói đó là lòng dân tất cả nó nằm ở trong cái lòng dân cả. Cái sĩ khí yêu đất nước mà hy sinh về đất nước, nếu cái lòng yêu nước không có là đất nước sẽ đầu hàng vô điều kiện ngay. Và nhà lãnh tụ không có kiên quyết để đối kháng với kẻ địch thì không thể nào ngóc đầu lên được. Nên là cái vấn đề đó nó là rất là quan trọng. Và chúng ta đã nhìn thấy được sự anh dũng của quân đội Ukraine và nguyên tin rằng Ukraine sẽ đạt được nhiều thành quả ở tại miền Nam. Bữa nay có một bản tin Nó đang loan tả trên Twitter Nhưng chưa có xác định Mà Nguyên vẫn chia sẻ với các quý vị Mà đang tranh cãi rất là dữ dội Trên Twitter cách đây không lâu Tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ Đó là một cái đoạn video Cho rằng là binh sĩ Ukraine Đã bước chân vào Dùng đất Gerson. À, Và cái đoạn video đó Đưa ra một cái đoạn binh Của Ukraine Đã công bố chính thức họ đã đánh lùi kẻ địch ở gần biên giới Kẹt Sinh và kẻ địch đã rút lui và họ đang tấn vào thành phố Kẹt Sinh. Kẹt Sinh lớn lắm của chú anh chị em, Kẹt Sinh lớn lắm. Họ đang tấn vào. Và tất nhiên cái đoạn video này thì nó chưa nói chúng ta biết chính thức là gì. Nó là hiện bây giờ người ta cho rằng đây là cái đoạn video nó không xác thật, bản tin nó chưa có rõ xác thật. Và có nhiều người cho rằng là bản tin này là không phải là bản tin thật. Nó đang còn tranh cãi rất là lớn ở trên trang xã hội Twitter. Hiện bây giờ thì Nguyên chưa biết rõ thực tế là quân đội Ukraine có đi đến được kẹt sân chưa? Có vào sâu và kẹt sân chưa? Thì Nguyên chưa có khẳng định. Để Nguyên chờ dài tiếng đồng hồ nữa, à, phía bên à, tổ chức điều tra về thông tin xác thật, nó sẽ báo cáo cho chúng ta biết được là thực tế là quân đội Ukraine đã lấn sân sâu và kẹt sân chưa? Hay là chưa có lấn sân? Cái này thì mình không biết các cô chú và anh chị em. Các vị cũng biết là tin của Nguyên đưa cực kỳ là chính xác cực kỳ là chính xác Cái nào mà Nguyên không khẳng định Và không chắc là Nguyên sẽ để một chấm hỏi Và Nguyên nói là chúng ta kiểm chứng lại Chúng ta kiểm chứng cái bản tin này lại Nhưng mà Uy Khan đã đạt được rất là nhiều thành quả tốt Ở tại miền Nam trong những thời gian gần đây U Khan đã đạt rất là nhiều những cái sự việc Đặc biệt là U Khan đã phản công vô cùng mạnh mẽ Và đạt được nhiều điểm chốt Và không bao lâu nữa à, Ukraine khi nhận được nhiều khí tài quân sự hơn thì cái sự phản công của Ukraine sẽ rõ nét hơn. Một bản tin khá vui cho Ukraine đó là Hoa Kỳ sau sự chỉ trích của nhiều quốc gia trên thế giới cả luôn phía bên Ukraine rằng là Hoa Kỳ viện trợ quá chậm trễ vũ khí. Quá chậm trễ vũ khí. Dưới cái sự cam kết của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ viện trợ quá chậm trễ. Nên vừa qua thì ông Joe Biden đã cam kết rằng vào giữa tháng 7 tất cả vũ khí mà chúng tôi hứa hẹn với các quý vị. Tầm giữa tháng 7 là chúng tôi sẽ duyện trợ hết cho các quý vị, không thiếu một món. Đó. Có nghĩa là bây giờ phải đợi thêm một chút nữa. Khi Ukraine Khan đã kêu gọi sự duyện trợ lẹ hơn, vì một ngày các quý vị duyện trợ chậm là sẽ có hàng trăm binh sĩ sẽ tử vong. Hãy giúp đỡ chúng tôi hãy viện trợ sớm hơn những vũ khí mà các quý vị cam kết hay những vũ khí mà tôi mua của các quý vị. Hãy viện trợ sớm cho chúng tôi để chúng tôi phản kháng. Thì Hoa Kỳ đã cam kết điều này thì giữa tháng 7 tất cả pháo đài mà của Ukraine đã thuê hay là mua hay là viện trợ sẽ đi đến vào giữa tháng 7 hoàn toàn hết theo cái lời cam kết của tổng thống Joe Biden. Thì mình cũng mong rằng là Phía bên Hoa Kỳ thực hiện lời hứa Càng sớm càng tốt Hiện bây giờ thì những cái hình ảnh Do cái hệ thống pháo đài của Hoa Kỳ Mới vừa diện trợ chắc là các quý vị đã thấy rồi Và bắt đầu trong vài ngày nữa Họ sẽ bước vào trong cuộc chiến Bước vào trong cuộc chiến Của chủ và anh chị em Bước vào trong cuộc chiến Và chúng ta sẽ thấy rõ được cái sự tác động Cái lô vũ khí gần đây mới vừa diện trợ đây Nó sẽ ảnh hưởng như thế nào Trong cuộc chiến tranh Ngoài cái vấn đề giao tranh đang bùng phát ở tại Đức, Đức Ukraine thì cuộc chiến tranh ngoại giao ở ngoài nó cũng can dữ dội rất là cam go không thua kém gì. Cô chú anh chị em tại sao mới là cuộc chiến tranh này nó có nhiều mặt lắm. Chúng ta có mặt về quân sự đó là quân đội của Ukraine và quân đội của Nga. Chúng ta có mặt về truyền thông mà Nguyên đang làm. Có những người thì họ quảng bá thông tin của Nga, họ đưa tin của Nga cũng có những người vào trong diễn đàn của Nguyên để mà đã kích nhiệm của họ được thuê được mướn làm chuyện đó à, họ đứng về cái phía bên kia họ vào họ đã kích mình à vân vân và vân vân chúng ta có cuộc chiến tranh truyền thông chúng ta có đang có cuộc chiến tranh truyền thông và thông tin và chúng ta có chiến tranh về internet về tin tặc hacker của chú anh chị em và có chiến tranh về ngoại giao hiện bây giờ thì những binh sĩ á, thì cầm súng còn những nhà chính trị gia đó thì đang dùng ngoại giao để mà chiến tranh hiện bây giờ ông Anthony Blinken với cái những cái sự gặp mặt gần bốn quốc gia ở tại uh, liên minh châu Âu, ông Anthony Blinken cáo buộc rằng là nga đang dùng vũ khí lương thực làm một vũ khí, nga đang dùng sinh mạng cả mấy trăm triệu dân trên thế toàn cầu này để đe dọa thế giới và cái hành động này không thể chấp nhận được và ông ta phát biểu trước mặt bốn quốc gia. Đó là cách ngoại giao của Hoa Kỳ và đang lên án Nga về các hành động tàn ác dùng lương thực để làm cho thế giới phải rớt vào trong khủng hoảng lương thực và đói khác. Ngược lại Putin thì họp một cái buổi họp BRICS qua vi tính, trong đó có quốc gia South Africa, có nghĩa là Nam Mỹ, à của chú anh chị em Nam Mỹ, Algeria, rồi uh, Hy Lạp, Senegal, Indonesia. Campuchia và Argentina. 7 quốc gia Putin hợp. Putin cho rằng là tất cả những lời cáo buộc của phía bên Tây phương đều là những lời cáo buộc vô căn cứ. Sự mà khủng hoảng về lương thực không liên quan gì về đất nước Nga cả. Do tất cả đó là do những lời cáo buộc mà những cái sự việc không đúng sự thật đang bôi nhọ danh dự của Nga và làm hạn chế cái sự ngoại giao quốc tế của Nga trong những năm kế tiếp. Putin cho rằng là tất cả cái điều này là do đặc biệt là do G7 bảy quốc gia hàng đầu của chú và anh chị em Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Italy, Pháp, Anh Quốc, rồi Đức bảy quốc gia hàng đầu này là thủ phạm đã làm khủng hoảng cái nền kinh tế Ông ta cho rằng tất cả cái đó không có liên quan gì với ông ta cả Cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga đó là liên quan chỉ Ukraine và Nga thôi Chứ nó không phải là cái tạo ra cái khủng hoảng kinh tế gì hết à, cái đó là điều mà Putin đang chia sẻ với những cái quốc gia mà ông ta mời với cái buổi họp Brexit của ngày hôm nay ông ta cho rằng là tất cả những cái sự việc mà cáo buộc của Pháp của Mỹ của Canada đều là những sự bịa đặt dựng chuyện để đối kháng và chống khỏi với Nga thực tế với cô chú anh chị em Nguyên không cần nói nhiều Nguyên chủ có thấy rõ được trong gần cả từng một tuần nay ở tại miền Nam Nga đã tấn công không phải là căn cứ quân sự gì cả Và Nga đang tấn công vào những nơi nông nghiệp Tất cả hãng xưởng và kho nông nghiệp đều bị Nga tấn công hết Cái của Nga đang làm nguyên thấy rõ ràng Đang tiêu hủy lương thực của Ukraine càng nhiều càng tốt Vì nếu Ukraine không có lương thực bán Còn chỉ có duy nhất Nga và Ấn Độ là người quốc gia có bán mà thôi Thì những quốc gia châu Phi kia muốn mua lương thực bắt buộc phải nghe lời nghe. Chỉ như vậy thôi. Và nguyên đã thấy rõ được trong mấy ngày gần đây. Hiện bây giờ thì Anh Quốc Pháp họ đang muốn tìm một biện pháp và đang chờ cái kết quả là Putin đồng ý để cho họ bảo vệ cái biển đen. Họ bảo vệ cái đường hàng hải tự do ở biển đen để vận chuyển hàng hóa, nhưng Putin có đồng ý đâu. Putin có đồng ý đâu. Putin nói rằng là để tôi nếu làm là tôi làm. Nếu mà cần bảo vệ, cần vận chuyển là tôi vận chuyển Nếu không là đi đường Belarus Putin chỉ có hai đường đi thôi Một là tôi làm Mà ai bảo đảm Putin không lợi dụng vận chuyển và tấn công vào đất nước của người ta Ai bảo đảm Putin không lợi dụng điều đó Ai mà tin tưởng giao chứng cho ác Ai mà tin tưởng kẻ thù của mình Cái chuyện này con nít nó cũng biết mà Ai mà tin tưởng kẻ thù của mình À Còn tuyệt đối Putin không đồng ý Pháp và Anh quốc tham gia vào cái vấn đề này Đem tàu chiến của mình vào biển đen Thì không thích Thì cái điều này thì cô chú anh chị em cũng biết rằng là Trong một cái giai đoạn mà Putin hai bên đang dùng ngoại giao Vì sao? Vì Nga đang vô cùng sợ hãi Vì các người phải hiểu là Nga ngày hôm nay Nga bị cô lập Bây giờ Nga không còn chơi với châu Âu nữa rồi Nga là chấm dứt dưới là làm ăn với châu Âu Canada cũng chấm dứt Pháp cũng chấm dứt Nhật Bản cũng chấm dứt Úc Châu cũng chấm dứt Nam Hàn cũng chấm dứt Đài Loan cũng chấm dứt Vì Nga làm ăn dai, chỉ có khối Á Châu và châu Phi. Nếu mà cả luôn mấy ông châu Phi mà cũng quay lưng lại với Nga thì Nga còn làm ăn dai được nữa. Nên lý do đó mà Nga đang cố gắng cố gắng ngụy biện, nguyên phải dùng đúng chữ là ngụy biện để mà thuyết phục những quốc gia châu Phi rằng cho rằng là Nga không phải là người tội đồ với vấn đề tội ác chiến tranh đặc biệt là vấn đề lương thực, nên là cái vấn đề ngoại giao nó cũng đang đang rất là kịch liệt và đang nóng bỏng đặc biệt là trong những ngày kế tiếp. Cái buổi họp 27 28 tây nó sẽ diễn biến ra ở vấn đề của G7. Tất nhiên G7 đợt này họ mời rất là nhiều quan chức đến mời chứ không phải G7 đâu, nó mời rất là nhiều người đến. Nhiều quốc gia giống như là Indonesia rồi cuối tháng vào ngày 28 29 30 thì nó sẽ diễn biến ra cái hộp ở tại NATO ở tại Tây Ban Nha cô chú và anh chị em nên là trong những ngày kế tiếp thì thật sự là vấn đề ngoại giao nó là vấn đề trọng tâm và đánh cược cho cái bàn cược này hiện giờ cái bàn cược hiện bây giờ nó đang vô cùng quan trọng nếu cái buổi họp đợt này nó có thể tạo ra cái trừng phạt đợt thứ bảy cho nga và nga sẽ hứng chịu một cái đoàn kinh tế nặng nề hơn nữa Đặc biệt là Nga đã không đủ tiền đô la để mà trả với cái số nợ là 1 tỷ mấy đô la. Và Nga trả bằng tiền rút. Người ta có đồng ý hay không còn là một chuyện khác. Còn là một chuyện khác. Đang còn là một sự phân vân và đang giải. Ngoài ra cái vấn đề đó cô chú và anh chị em. Nó sẽ nói tiếp tục chúng ta biết là cái lệnh trừng phạt kế tiếp nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Và chiến lược để chuẩn bị ủng hộ Ukraine mạnh hơn ra sao. Thì trong cái buổi họp cuối tháng này chúng ta mới có kết quả nhưng trong một cái giai đoạn mà hiện bây giờ Ukraine chưa được nhận hết tất cả khí tài quân sự của Liên minh NATO diện trợ thì Nga ngược lại đang lợi dụng thời cơ để tấn công ở vùng Donbass Sự mất mát của hai bên nó đạt rất là nhiều Cô chú và anh chị em nó đạt khủng khiếp là nhiều cả hai bên Sự mất mát nó rất là nhiều Và tất nhiên Nga đang chuẩn bị bất chấp thủ đoạn để đạt được mục tiêu của mình trước khi Ukraine có khí tài quân sự mạnh lớn hơn. Chắc chắn trong những ngày kế tiếp thì Nguyên tin chắc là khí tài quân sự nó sẽ mạnh lớn hơn rất 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 là nhiều. Ngoài ra thì có vài vấn đề mà cho Nguyên chia sẻ cùng các quý vị nó liên quan đến vấn đề là NATO lớn mạnh. Trong những ngày gần đây thì cuộc chiến tranh giao tranh tại Ukraine thì có nhiều quốc gia đã thấy rõ được cái sự ảnh hưởng và sợ hãi của những quốc gia cường mạnh ăn hiếp mình. Nên là vua Jordan Quốc gia nhỏ tên là Jordan, vua Jordan Ông ta nói rằng là tôi đã nhìn thấy cuộc chiến tranh ở tại Ukraine Và do sự xâm lược của Nga Và tôi nghĩ rằng là trong thời gian sắp tới Chúng tôi phải tạo ra một cái liên minh NATO ở tại Trung Đông Ở tại Trung Đông Và tôi nghĩ là đây là cần thiết Vì tôi đã thấy rõ được nếu chúng tôi không đoàn kết những quốc gia nhỏ Chúng tôi sẽ bị những quốc gia lớn khác xâm lược và chúng tôi phải tự bảo vệ lấy mình và cái bài học ở tại Ukraine cho tôi biết cái đó và tôi bắt đầu ngoại giao để tạo ra một cái liên minh ở tại Trung Đông thì cái cuộc chiến tranh này nó cho chúng ta thấy rõ được cái sự đáng sợ như thế nào trong những ngày kế tiếp là nguyên tin chắc là phía bên Á Châu chúng ta cũng sẽ có một cái liên minh NATO nào đó à, hiện bây giờ thì có nhiều quốc gia không dám vì sợ là liên minh là tàu cộng cho là liên minh chống tàu nên là có nhiều quốc gia còn đang do dự nhưng mà không bao lâu nữa nguyên nghĩ là sẽ có tạo ra một cái liên minh ở tại khối á châu nên là cuộc chiến tranh ở tại ukraine nó đã cho người tất cả trên thế giới thấy mở một con mắt to ra để mà thấy một sự việc đó là sợ hãi những quốc gia độc tài và xâm lược và họ đã hiểu cách làm sao bảo vệ lấy mình và tôn trọng những chủ quyền của đất nước khác và bảo vệ quyền lợi của mỗi quốc gia và họ bắt đầu đoàn kết lại cũng giống như nó thật sự là cuộc chiến tranh này NATO phải cảm ơn Putin NATO phải cảm ơn Putin thực tế là NATO đã chết NATO đã chết lực lượng quân sự NATO đoàn kết của NATO đã chết sự gắn bó giữa Hoa Kỳ và châu Âu đã chết từ lâu các quý vị đã chết từ lâu với cái sự xích mít ngoại giao trong những nhiều thập niên vừa qua thì đã xích mích từ lâu và NATO đã chết, không còn có sức mạnh nữa. Cả châu Âu cũng vậy, đã yếu kém dần. Nhưng nhờ Putin xâm lược làm cho họ cùng có một kẻ thù, làm cho họ đoàn kết mạnh hơn. Vì cùng một cái mục tiêu, họ đã bỏ bỏ quên những cái khiềm khích nhỏ bé lặt vặt giữa Pháp và Mỹ, giữa Pháp và Anh quốc, giữa cái này cái kia, họ đã bỏ hết tất cả những khiềm khích đó. Và họ ngồi lại cùng nhau, cùng với mục tiêu và quyết định chung số phận của NATO. Và họ đã chuẩn bị sẵn sàng để ly khai cái nền kinh tế của Nga. Hiện bây giờ các quý vị cũng biết là họ sẽ giảm dầu là 90% và vừa qua ở tại Brussels, họ đã cam kết rằng họ sẽ giảm khí ga của Nga trong những ngày kế tiếp. Họ tách rời kinh tế họ với Nga ra khỏi và họ bắt đầu tách rời kinh tế của tạo ra một mớ nữa và họ ngồi lại với nhau, họ làm việc chung với nhau. Và cái điều này có thể nói là do Putin đã tạo cho NATO lớn mạnh hơn. Putin đã giúp Putin đã làm cho NATO vô tình, Putin đã làm cho NATO lớn hơn nữa. Thụy Điển gia nhập, Phần Lan gia nhập, Moldova gia nhập châu Âu. Rồi uy gia nhập Bây giờ ứng cử viên là giống như gia nhập Chỉ là thời gian mà thôi Chỉ là thời gian Và bây giờ tội nghiệp cho quốc gia Georgia Là cái quốc gia muốn trở thành ứng cử viên Để gia nhập Liên minh châu Âu Mà đã bị từ chối Đã bị từ chối Georgia Thì ngày hôm nay Nguyên đang nói chuyện với các quý vị Hàng triệu người dân Georgia đã xuống đường biểu tình Họ biết rằng là chánh phủ của họ có nhiều người thân nghe À, họ đang lên án những ai đang đứng về phía Nga Họ họ sẽ cải cách Họ mong rằng là châu Âu cho họ cơ hội Ước mơ được trở thành công nhân châu Âu Các quý vị ạ Ước mơ được cái điều đó à, Khi mình là công nhân châu Âu Chưa chắc là mình cảm giác hạnh phúc đúng không Mình cảm giác chưa chắc là mình thấy vui Nhưng mà các vị thấy rõ không Có những người họ ước ao được cái đó Mà hàng triệu người đang xuống đường biểu tình Ở tại đất nước Georgia Để được trở thành công nhân người châu Âu Và có thể nói là tất cả đều là do ông putin đã tạo thành và tất cả cái đó ông putin đã tự dạch mặt mình cho người ta thấy cái khuôn mặt tàn bạo ác nhân của ông ta và để cho cả thế giới khác phải quay lưng lại và bắt tay với châu âu cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn mến thương lắng nghe thời sự của ngày hôm nay cảm ơn các vị cúc nào cũng đồng hành cùng nguyên cảm ơn hồi nãy có một vị mới vừa tặng cho nguyên một cái món quà mà cho nguyên cáo lỗi không nhắc ngay lúc đó xâm phân vân với đưa thông tin của mình nếu không thì nguyên sẽ quên mất cảm ơn sự ủng hộ của các quý vị lúc nào cũng đồng hành qua những nguyên những bản tin mỗi ngày và cuối tuần cho nguyên chúc thêm một lần nữa các quý vị có một cuối tuần thật là vui đời sống vô cùng ngắn ngủi cứ vui được thì cứ vui đi ông putin mà ông buồn buồn câu ông khùng khùng câu nhấn nút một cái là chết hết là đi hết đó cô chú anh chị em lúc đó chúng ta đi chung đó chúng ta đi chung đó nên là cứ vui được thì cứ vui bye bye cô chú anh chị em Oh